trên 1,5 tỷ cho một chiếc đồng hồ. Patek Philippe, một trong những thương hiệu đồng hồ xa xỉ bậc nhất trên thế giới hiện nay từ đất nước Thụy Sĩ. Vâng, đây chính là chiếc Patek Philippe dành cho quý cô. Trong cái hộp giấy sẽ có một cái túi nhung để đựng một cái hộp chất liệu cực kỳ sang trọng đẳng cấp. Bởi vì đây là một trong những thương hiệu đồng hồ và chiếc đồng hồ giá trị trên 1,5 tỷ đồng. Cái túi nhung để bảo vệ cái hộp đã thấy xịn sò rồi. Đến cái hộp, từ cái độ bóng sáng và chất lượng, khi mà mình khui ra nữa, khi mà mình mở nắp hộp ra thì một siêu phẩm. Wow! Chiếc đồng hồ với thân vỏ là vàng nguyên khối AU750 chính hãng và những viên kim cương hột xoàn thiên nhiên tuyển chọn chính hãng của hãng. Chiếc đồng hồ này là chiếc đồng hồ dành cho nữ, size 38.8. Trên mặt đeo, trên vành với 48 viên kim cương hột xoàn thiên nhiên được đính trên chiếc đồng hồ này. Dây đeo thì là dây đeo cao su. Một chiếc đồng hồ giá trị trên tiền tỷ rồi thì phải có một cái giấy khai sinh. Và giấy khai sinh chứng nhận chiếc đồng hồ giá trị này nằm trong một cái sổ. Cái sổ thôi đã thấy sự toát lên sự sang trọng. Lật sổ ra thì bên trong có một sổ giấy. Sổ giấy này giới thiệu thông tin về đồng hồ, chiếc đồng hồ giá trị này, về bộ máy nè, về kích thước nè, về những thông số, về nút điều chỉnh nè, rất là chi tiết trong cuốn sách, sổ sách này hướng dẫn cách sử dụng. Và kèm với cuốn sổ trong cái bì sổ này là một cái tài liệu giới thiệu về thông tin địa chỉ nè, về những cái đặc trưng của đồng hồ Patek Philippe. Đây là lịch sử của đồng hồ Patek Philippe nằm ở trong cái sổ giấy này. Đây cũng là giới thiệu cơ bản về lịch sử. Rồi tiếp đến cái phần quan trọng, đó chính là giấy khai sinh của chiếc đồng hồ này. Tên đồng hồ này là năm 269 200R001. Nói chung là đã đồng hồ chính hãng thì sẽ phải có chứng nhận để mình check được đồng hồ là đồng hồ nguồn gốc chính hãng rõ ràng.